Chào các bác, hôm nay Khắc Thanh sẽ giới thiệu với các bác một cái loa cực kỳ là hay, nhỏ nhưng có võ. Loa tuy là một cục nhưng nó là loa 2.1 các bạn. 2.1 có nghĩa là có một loa siêu trầm và hai loa vệ tinh giống như loa vi tính đấy bác. Nhưng mà nó tích hợp trong một cục rất là gọn, các bác có thể xách đi chơi, xách lên ô tô hay xách bất kỳ đâu, pin của nó chạy rất là khỏe, tích hợp pin dùng rất là lâu hết. Cái loa này là loa cao cấp các nhá, các bác không nên so sánh với những cái loa mà có chỉ có một loa, một kênh mono, có thể là gào to nhưng mà tiếng không hề hay. Đấy, cái loại này có siêu trầm cho nên là nghe rất hay, dù các bác nghe nhỏ nghe to, bật hết cỡ nó vẫn hay, tiếng cực kỳ là trầm ấm. Do nhập số lượng lớn lên bên em bán rẻ nhất Việt Nam luôn. Cái loa này nguyên hộp gồm loa điều khiển, dây kết nối, dây sạc và hộp của nó đây các bác. Đây 2.1, kích thước cao là 190 cm, rộng là 19 cm, rộng là 12 cm, sâu là 15.5 cm. Đấy, hộp của nó đây, bán rẻ nhất thị trường các bác nha. Các bác tra mã A100, do nhập số lượng lớn cho nên là bên em nhập được giá nó rất là tốt. Các bác nghe thử thì các bác đeo tai nghe hoặc là cắm loa vi tính các bác nhá. Tại vì loa này là loa có loa siêu trầm đây, loa súp siêu trầm, và nó là rất là hay. Rất là tiện các bác nha. Chức năng là Bluetooth này, đọc USB thẻ nhớ. Chỉ có cáp nguồn thôi, các bác sạc thì các bác sạc bằng củ sạc của điện thoại các bác nhá. Rất là tuyệt vời các bác ạ, nhỏ nhưng có võ, chất âm tuyệt vời. 2.1, một kênh siêu trầm. Anten các bác nhá, pin chạy rất là lâu, ship hàng trên mọi miền tổ quốc, giá rẻ nhất Việt Nam. Nghe trong phòng thì rất là hay luôn. Các bác nhấn đăng ký ở cái góc này và nhấn hình quả chuông
khi mà có sản phẩm mới thì nó sẽ thông báo cho các bác, rất tiện cho việc theo dõi.